Chào mọi người. Ít này thì mình sẽ nói về cái chất cơm của V6 chín cây bên mình cho cả nhà xem nha. Cái hàng chín cây thì mọi người, tại hàng này là hàng miền Tây nha cả nhà. Hiện tại bây giờ thì thị trường nhiều dùng có sầu riêng lắm, chung là vô mùa đắt gọi rồi đó. Nhưng mà mỗi nơi mỗi theo gu, nhưng mà cái gu của mình là hàng cơm thứ nhất là phải ngọt lỏng. Thứ hai là hàng nói chung là phải bao bù hợp lý cho khách. Ví dụ như mấy bạn mua gặp cái tình trạng mà sầu riêng non sườn á thì mình sẽ đổi trái khác. Nhưng mà tình trạng mà bên mình không có cái vụ đó đâu mọi người. Lý do biết sao không? Tại vì hàng của mình á, mình dặn á là vườn á người ta chừa chín cây cho mình không à. Tại vì mình ăn kiểu mà cái level, cái đô của mình, cái khẩu vị á, mình thấy ăn hàng chín cây á là nó ngọt đậm đà lắm. Béo cũng béo thơm, nói chung cái gì nó cũng kiểu mà nó đạt tới mức á. Cái cơm thì tùy khách nha. Ví dụ như nhầm khách á, thì mình có thể thấy á, là người ta thích ăn dặn mình á, là phải đợi sầu riêng kiểu mà cho nó chín cây gì thì chín nó vừa chín tới, hoặc là cơm nó ráo, nó dẻo, hoặc là nó mềm, nhão. Nhà người á, người ta thích ăn cái vị nhẫn nhẫn của sầu riêng đó mọi người. Là kiểu mà người ta ăn thích ăn cái hàng mà kiểu mà chín mềm á, chín gụng á, kiểu vậy. Chín gụng thì nó sẽ có cái vị nhẫn nhẫn nhẹ. Nói chung thì mình ở đây mình làm theo gu. Khách của mình thích ăn hàng gì thì mình sẽ làm tư vấn này kia. Và hôm nay mình sẽ của cái lô hàng được này cho cả nhà xem ha. Hàng này là chín cây nha mọi người. V6 chín cây. Cả nhà nhiều bạn cũng có hỏi mình á là tại sao á là cái cơm cái sầu riêng á mà nó xanh. Bên mình á nó xanh mà nó có chín, mà nhầm chỗ người ta vàng người ta chín nha cả nhà. Cả nhà lưu ý điều này nha. Nhưng mà riêng cái hàng của mình á là do nó đã chín cây, nó đã thơm ở trên cây rồi, nhầm đem xuống ví dụ 1 ngày 2 ngày sau là mình ăn ok. Đó. Thì nhầm khi là người nó chín đến nó gụng thì mình ăn liền. Còn cái hàng này thì tùy cái, còn tùy theo khẩu vị của khách nữa. Nhiều khi khách người ta thích ăn cơm gáo dẻo, gáo mềm, nó gáo khô, nó đủ thứ hết. Nhưng mà cái độ ngọt và cái độ béo là mình bao nha cả nhà. Tại vì hàng chín cây thì nó ngọt đậm đà lắm. Đây cả nhà nhìn cái trái màu cơm, ố cái màu giọt của cái trái xem ha. Là cái chất cơm nó như thế nào. Sẵn á, mình cũng chia sẻ với mọi người mà kiểu ở xa xa mình á, mà muốn ăn sầu riêng á, mình đến chỗ nào nói chung là uy tín, người ta hàng sau thì người ta bán kiểu nói chung là người ta bán uy tín hả ăn ha. Để thôi mình ăn ngay cái hàng, nói chung bỏ cái số tiền ra mình ăn nó không có được ngon á cả nhà, nó phí. Cả nhà nên biết đó là cái hàng chín cây á, khui nó cứng, mình lấy cái dao nè hoặc cái dao nhỏ cũng được mình nè. Ấy vô đây nha. Đó, thấy không? Nhẹ nhàng là nó cũng bị được ấy ra đúng không? Nó nứt ra. Trái này thì thơm, rất là thơm nè mọi người. Hay ngon dở khúc này nha mọi người. Ngon dở khúc này nè nha. Đây, trái sầu riêng nó xanh, nó tươi xanh luôn ha. Đây, cả nhà xem nha. Và bên trong nó như thế nào nha. Ừ. Nhà coi cái chất cơm bên mình đó. Ừ. Xuất sắc chưa? Ừ. Cái cuốn nè. Cái cuốn này nhà nhìn ha. Nè. Mình túc ra nè. Đó. Nó còn tươi nữa là cả nhà thấy không? Gáo dẻo, béo ngậy, da xanh. Đó, cả nhà thấy không? Cái cơm mà cơm chín cây á là nó chín rồi, cả nhà thấy tới đỉnh luôn. Nó vàng, nó đậm, nó vàng được tới đỉnh đầu luôn á nè. Thấy không? Hàng chín cây nó như vậy đó nha mọi người. Ở đây mình cho mấy bạn mà mấy bạn kiểu mình chưa hiểu về sầu riêng á, kiểu mà muốn ăn mà kiểu mình lựa mấy cái chỗ mà nó uy tín nha cả nhà. Và cái hàng chín cây này thì nó chung cơm á, nó cái trái nó sẽ mình nhập á, mình ăn nó xứng đáng bằng tiền đó mọi người. Cái chất cơm nó ráo mà nó béo này mọi người, mình nhìn mình thấy nó đâu có thấy sơ đúng không. Cơm mà mọi người thấy vàng nó tới trên đỉnh luôn nè, là hàng chín cây đó mọi người. Quá trời thơm.
Vấn đề xuất sắc rồi, cái tên.